Đây này các bác này, đây là thối này nhá, bị thối lá như thế này này, thì các bác lấy cái giấy này, đấy, các bác bóp hết cái nước này đi, bóp hết nước đi. Bóp hết nước này, xong rồi các bác nhỏ cồn vào, cho nó rách ra nhé. Cho nó rách này này, xong rồi nhỏ cồn vào. Rửa bằng cồn nhé các bác nhé, cồn 75 độ rồi ạ. Kể cả các bác nhỏ cái cồn vào xong các bác lau cái lá này nó cũng sạch mà. Đó. Đẹp chưa? Đấy nhá. Xong các bác lấy thuốc chống thối các bác bôi trực tiếp vào cho em mặt trước mặt sau luôn nhá. Các bác nhá. Bôi trực tiếp luôn nhá. Không phải ấy đâu. Đấy. Bôi rửa mặt trước mặt sau luôn. Đấy, xong rồi để nó khô xong thì xong thì các bác ấy nhá. Đấy, để khô xong thì các bác nhỏ cái thuốc chống thối vào thì là ok nhá. Đây nhá, em mời các bác này ngắm này, nhìn đẳng cấp không? Hoa thì nay mà hoa nó đều chăm chắp như nhau luôn nha các bác nhá. Thân nào cũng như thân nào luôn. Đấy, hoa đều. Đấy, các bác nhá. Nhìn cái giò phi điệp vàng này, nó đều như này thì nó là hàng một dề nha các bác nhá. Hàng một dề nhá. Đấy. Cái hàng này là hàng bóc thôi. Tức là dân nó trồng vào ấy xong rồi em về em trồng lại cho nó đẹp. Các bác nhá. Nhìn đẹp. Hoa thì thôi rồi luôn. Nó hoa nếu mà các bác nếu mà thuần nó phải nở lên đến một nửa luôn. Các bác nhá. Đấy, hàng một dề như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 600.000 nhá. Cho giò số 1 nhá. Đây là số 2 này các bác này. Đấy, nhìn đẹp chưa? Cây cáo nó lá nó từ chân luôn các bác nhá. Riêng cái dòng dáng hương đuôi chồn này ấy, thì nó lại rất thích là ưa ẩm mát. Mà đây em chỉ cho mỗi phần dê thôi nhá các bác nhá. Đấy, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nhá. 300.000 ba cây nhá. Cho giò số 2 nhá. Đây là số 4 này, cái này là son môi nhá. Quá nhiều hoa luôn các bác này. Quá nhiều hoa luôn này. Đây là nụ nhá các bác nhá, đây là nụ này. Vẫn còn, nó còn ra rất là nhiều nụ luôn. Đó. Bác nào lấy giò son môi này em lấy cho các bác với giá là 230.000 nhá. 230.000 nhá. Cho giò số 4 nhá. Đây số 5 này các bác này. Cái này thì nó lại không được ăn nắng nên là nó hoa nó cũng ít hơn. Mà hoa nó ít hơn mà nó không đỏ nhá các bác nhá. Đấy, vẫn là son môi nhá. Cái này hoa của nó là ra quanh năm nhá các bác nhá. Quanh năm nhá. Đấy, các bác này, nhìn này. Đấy, nó khác nhau nhá. Cái giò này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 200.000 thôi. 200.000 nhá. Cho giò số 5. Đây số 6 này các bác này. Đấy, em vừa xử lý xong. Tí nữa nó khô là em bôi thuốc vào cái là ok nhá. Một cái giò quý nhăn như thế này. Nhăn tít thò lò luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2 triệu đi. 2 triệu nhá. Cho giò số
6. Đây là số 7 đây các bạn này. Đấy, một giò này là giò kiều dẹt nhá các bác nhá. Giò này giò kiều dẹt nhá. Khá là đẹp. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000. 400.000 nha. Một giò kiều dẹt khá là đẹp. Cho giò số 7. Đây là số 8 này các bác này. 2 cây chồn này, 3 cây chồn, 4 cây chồn, 5 cây chồn. 5 cây chồn như này nha các bác nhá. Đấy. Trồng và dớn nhá. Đấy. Một bè 20, một bè 30. Đấy, một giò chồn như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 250.000 nha. Cho giò số 8. Đây số 9 này các bác này. Đấy. Hai thân hoàng thảo kèn dài và một thân ngắn và một thân này nữa là 4 thân. Em bán cho các bác với giá là 700.000 nha. Cho giò số 9 nha. Đây là số 10 này các bác này. Đây là kiều này là người ta gọi là kiều mỡ gà nhá. Gà kiều này là kiều chuẩn hàng Lai Châu luôn nhá. Đấy, lá mít nhá các bác nhá. Lá mít nhá, lá siêu to luôn. Đấy. Cái này là nó có 2 rẻ, 3 rẻ. Nguyên bản từ rừng nhá các bác nhá, nguyên bản từ rừng nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 600.000 nha. Cho giò số 10. Đây này các bác này. Đây là những cái thân này này. Đấy, là già này này. Là năm nay ra hoa nha các bác nhá. Năm nay ra hoa nha. Hàng một dè luôn. Những cái thân này thì nó vẫn còn mắt ở dưới này thì nó vẫn ra hoa tiếp được nha các bác nhá. Đấy, nó lại thế cơ. Như những thân này thì năm nay nó sẽ không ra hoa. Đấy. Những thân này là năm nay là không ra hoa. Những thân này không ra hoa này. Và những thân này đây. Thân này năm nay ra hoa bình thường nhá. Đó. Nó phải 70 thân hoa nha các bác nhá. 70 thân hoa đấy. 70 thân ra được hoa năm nay. Khá là đẹp. Này các bác này, nhìn to này mà. Chậu nhà em chậu 40 ở trên chắc phải 1 mét. Các bác nhá. Này nhìn này. Dày dí dày dít luôn. Nha các bác nhá. Đấy, em cho các bác xem này, vùng quanh luôn này. Đấy, khá là đều nhau. Cái giò này em nói với các bác là đi hội là quá đỉnh cao. Đi hội là quá đỉnh cao luôn. Các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 4 triệu nhá. Nó đẹp các bác ạ. Nhìn nó chất lượng. Cho giò số 11 nha. Đây là số 12 này các bác này. Đấy. Các bác nhá. Cái loạt này. Đấy. Loạt này. Đây. Em sẽ. Đây là cái loạt sau này. Mới ấy nhá các bác nhá. Mới lên mầm. Nó chưa dài. Cũng khá là đẹp nhá. Khá là đẹp. Đấy. Nhìn đỉnh đấy các bác ạ. Không bé đâu. Đấy bác nào lấy cái giò này nhá. Cũng là hàng một dè nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha các bác nhá. Đấy, xong em cho bác xem nó to nào nha. Em sẽ kéo bớt nó vào để cho nó không xòe ra kiểu này. Em sẽ kéo bớt, nó phải kéo dần dần chứ không kéo một phát được đâu các bác ạ. Giò khá là to nhá, 700.000 nhá. Cho giò số 12. Đấy các bác này, nhìn thế này thôi, nó phải 2 mét.
Em để có hai giò lan em phải cạy để 2 mét ra, hơn 2 mét đấy. Có hai giò lan thôi mà em để còn hơn 2 mét luôn. Các bác nhé. Cái giò kiểu mỡ gà như em kia cũng đẹp phết đấy các bác. Nhìn ưng phết. À, gà nhà em này. À đây là cái giò trụ Sơn Thủy Tiên. Trụ Sơn Thủy Tiên nha các bác nhé. Gà thì nhà em thì gần như là cho ăn nắng 100% luôn. Đấy, ăn mưa nắng luôn nha. Đấy. Bác nào ưng cái loại nào thì báo em nha. Lòng tu xuân, hoàng thảo vôi có hết nha các bác nha. Đây là các bác này. Các bác nhìn ưng không? Hoa thì chi chít luôn nha các bác nha. À, em zoom máy cho các bác. Đấy, nhìn đỉnh không? Đấy, một thân nó dài cả 1,4 m luôn các bác nhá. Một thân nó dài cả 1,4 m luôn. Đấy, một cái trụ lan nhà em này khá là to đấy các bác nhá. Ba cây con, hai cây con ở trên nó cũng có hoa bình thường nhá. Đấy, phi điệp vàng nhà em này. Đây, em zoom máy cho các bác này. Đấy, nhìn đỉnh không? Đấy. Quá đẹp luôn. Đây nha, các bác này nha. Em có một cái tổ ong rú này. Đấy, bác nào ưng tổ ong rú này thì em bán nha. Đấy, tổ ong rú nha. Khá là đẹp. Đây lan này em treo hết bờ rào này các bạn này. Đấy, một cái trụ dớn cao 60 cm. Cao 60 cm mà ghép đùi gà vùng quanh nha các bác nhá. Đấy, em lại cho ăn nắng luôn. Kệ nó. Sống thì sống, chết thì chết. Đấy, tam bảo sắc nhà em. Em cho ra vừa chơi ở ngoài này thôi. Đấy, các bác nhìn thấy lan nhà em hết chưa? Đấy, phi điệp vàng ấy, hết rồi đấy. Đây nha các bác nha, đấy cái giò Sơn Thủy Tiên ấy. Nhìn đỉnh cao nha. 3,8 triệu ấy. Bác nào ưng thì ôm thôi. Nó cao được gần 1 m nha. 90 cm đấy. Nguyên cái dớn là 90 cm nha. Đây này các bác này, đấy. Thông đất nha các bác nha. Một giò thông đất to như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha, ghép dớn nha. Đạn thuần này nha. Đấy. Cái loạt trồng thì nó chết hết rồi. Như nó đây là cái cây con của nó nha các bác nha. Đấy, cây con của nó đấy. Đây này các bác này. Đấy, nhìn hoa đây. Hoa nhiều chưa? Đấy. Đây nha. Đỉnh chưa? Đấy, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 đi. Các bác về chơi hoa nha. Cho giò số 13. Đây nha các bác nha. Số 14 này. 4 cây nhá. 2 cây à 3 cây này. Và 1 cây bên này, nguyên bản từ rừng nhá, chưa biết mặt hoa nhá. Các bác nhá. Lá cũng khá là to ấy các bác ạ. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Các bác mua hàng nhiều cây thì nó sẽ rẻ hơn nhá các bác nhá. Rẻ hơn nhá. Cho giò số 15. Số 16 này các bác này.
một cái cây cáo lá siêu ngắn như thế này mà lá cũng khá là to, trên 3 sen đấy. Nó bé như thế này, nguyên bản này. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 350.000 nhé, 350.000 nhé. Cho giò số 16. Số 17 đây. Có một cây cáo rồi các bạn. Này, lá to chưa? Các bác nhá, lá khá là to luôn. Bác nào lấy cái cây này, em để cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 17. Số 18 này. Cây cáo đẹp nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cặp lá nha các bác nha. Cây cáo 8 cặp lá như thế này. Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha. 8 cặp lá luôn. Cho giò số 18. Số 19 này các bạn này. Vẫn là một cây cáo. Đây nha, một cây như này nha. Và có một cây nhỏ nhỏ đây nha. Bác nào lấy cái cây này, em để cho các bác với giá là 180.000 nha, 180.000 nha. Cho giò số 10. 9. Đây số 20 này, cũng là 4 cây cáo nha các bác nha. Đây dân nó trồng thuần lâu rồi. Khá là lâu rồi nha các bác nha. Dân nó trồng khá là lâu rồi. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha. Cho giò số 20. Đây là các bạn này, hoa sắp nở này các bạn này. Sắp nở nhá. Đây nữa. Đấy. Một giò cũng khá là đẹp. Đây. Có 3 thân ý ngọc thôi các bạn ạ. Các bác nhá. 3 thân ý ngọc. Em cứ trồng ở đây nó ra, nó khắc nở, nó khắc sinh tồn nhá. Bác nào lấy thì em lấy 50 nha. 50 nha. Cho giò số 26. Bạn nào lấy cái giò gà này, đấy đẹp chưa, khá là nhiều mầm tơ luôn, thân hoa vẫn còn nha các bác nha. Đấy. Một giò như thế này, bác nào lấy thì em lấy cho các bác với giá là 400.000 nha, 400.000 nha, như này nha, 400.000 nha. Cho giò số 27. Đây các bác này, củ hoàng lạp khá là to như thế này. Cái này là hoàng lạp nha các bác nha. Em mua giống thì hoàng lạp như à, cái này là sơn thủy tiên. Cái này sơn thủy tiên các bác nha. Một giò sơn thủy tiên như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha. Cho giò số 27. Số 28 này, các bác này. Cái này vẫn là sơn thủy tiên nha các bác nha, sơn thủy tiên nha.
Cái giò này thì to hơn nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 320.000 nha. 320.000 nha. Cho giò số 28. Số 29 này. Một giò đùi gà to. Các bác nha. Em cho ăn nắng 100% luôn các bạn ạ. 100% luôn. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Cho giò số 429 nha. Đây số cái này là hoàng lạc. Cái này là hoàng lạc nha. Như nó lại ra lại củ sơn thủy tiên này các bác này. Củ sơn thủy tiên này. Đó. Lúc mua thì hoàng lạp này, như nó ra củ sơn thủy tiên. Một dè to như thế này. Các bác nhá, một dè to như thế này nhá. Đó. Khá là đẹp. Cái giớn này nó cao được 50 cm nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Đó. Cho giò số 30. Đây mới là hoàng lạp nha các bác nhá. Đây mới là hoàng lạp. Đấy, một dè to như thế này. Năm nay lên khá là nhiều mầm gốc luôn. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 11, 12, 12 mầm gốc nha. Một cái dè như thế này. Bác nào lấy thì em lấy 400.000. Cho giò số 431. Đây, số 32 này. Cái này mới là hoàng lạc. À, sơn thủy tiên, vẫn là sơn thủy tiên này. Có này, sơn thủy tiên này. Một dè này bác nào lấy thì em lấy 300.000 nha. Đúng là năm thứ hai bắt đầu là nó phát. Năm thứ nhất không ra được nổi nha các bác nha. Đấy, vụ vừa rồi ra hoa em còn không thèm lấy xuống chơi luôn. Đây, còn cái này là hoàng lạp này. Đấy, cái này, cái nào hoàng lạp nhìn nó khác ngay các bác ạ. Cái giò này bác nào lấy thì em lấy 300. Giò khá là to nha các bác nha. Này. À, chân của em đây. Còn bé này. 300 nha. Cho giò số 33. Đây là em mời các bác ngắm lại cái giò đùi gà nha. Đấy. Khá là ok luôn. Giò này cũng khá là ok nha. Đây, thân nó, thân này năm nay mới ra hoa này các bác này. Đấy, thân này năm nay ra hoa này. Thân này thì già rồi này. Như nó vẫn còn mắt này. Vẫn còn mắt là nó vẫn già nha các bác nha. Được, các bác đừng cắt nhé. Này. Những thân này là năm nay vẫn có hoa này. Em còn chưa chỉnh sửa luôn. Vẫn còn để nguyên như này. Đây là các bác này. Đấy, em trồng lan nó như thế này mà. Khá là ok nha. Em cứ treo ngược hết cả lên. Ngọn cây. Như em nói thật với các bác là gà mà cho ăn được nắng thì thân nó vẫn cứ mập bình thường nha các bác nha. Thân cứ mập bình thường. Đây, em cho các bác xem. Thân mập ú luôn. Riêng gà nó thế ạ. Đây này, có một cái giò trồn. Đấy, em cứ vứt đây như năm vừa rồi em nói với các bác ở hoa là siêu đỉnh luôn. Siêu đỉnh luôn. Dài nó phải tầm 1,5 m, cao 1,5 m. Nên là cứ để đấy thôi các bác ạ. Này các bác nhìn thân gà nó to này mà. Đấy, nguyên bản em cứ đặt vào cái trên chốc chậu đây mà. Chá phải chăm cái gì à. Kệ. Cứ treo thôi.
Đây này, u lồi này. Đấy, em cũng treo hết lên trên ngọn cây. Không có gì cả. Hạc vĩ cũng thế. Treo hết lên trên ngọn cây. Để ấy. Đây, cái giò ấy này các bác này. Cái giò này là giò trúc, trúc đen ấy. Đấy, nó trắng trắng đấy là nó bị nấm em bôi vôi vào nha. Không ảnh hưởng gì đâu ạ. Đây là các bác này, đấy, cả giò phi điệp tím em cũng cho lên trên cao. Phú thọ em cũng cho lên. Đấy, nó tất ở trên cao luôn. Đây nha các bác nha. Đấy, cây này là cây hoàng nhạn tháng 8 nha các bác nha. Hoàng nhạn tháng 8 nha. Đấy. Được, cây này được 3 bông hoa, cây này cũng được 3 bông hoa. 3 bông hoa nha các bác nha. Cây này như được một bông hoa nhưng nó bị xuống lá cái này này. Xuống lá phần giữa. Khá là đẹp, cái này có hai con ở giữa nữa nha. Ok chưa? Đây nha, em mời các bác ngắm, lâu lắm em không mời các bác ngắm cái giò cáo nhà em. Cây to nhất là 22 cặp lá nha. Các bác nha. Còn con nó toàn mười mấy cặp lá. Đấy. Em mời các bác ngắm này. Còn có bác nào ưng thì mới chịu được nhiệt thì mới lấy được nha. Chịu được nhiệt thì mới lấy được nha các bác nha. Đấy. Toàn cây đỉnh cao. 22 đầu. Chả biết là nó lên được thêm nữa không thì em không biết được nha. Bây giờ năm ngoái em đếm là 22 đầu nha. Chả biết lên được mầm nào nữa không. Nhìn đỉnh cao luôn. Căn bản là nó không có không gian nên là em không cho xem hết được các bác nha. Lá toàn bộ kể cả cây con nó cũng 5 cm. Đấy. Nó lại thế mà lá nó đều tăm tắp như nhau nha. Này. Em sợ còn lá còn bây giờ còn trên 5 cm này đấy các bác ạ. Trên 5 cm này đấy. Nhìn thấy đợt này to lắm. Lá khá là to nha. Đấy, em mời các bác ngắm cái giò chồn. Chồn này là người ta gọi là chồn chồn cụ các bác nha. Chồn cụ nha. Đấy. Toàn 10-12 cặp lá mà có một cái cây lá xoáy. Một cây lá xoáy. Bác nào ưng thì cứ alo em thôi. Đây này, cuối này thì nhà em đã xuống hoa nha. Em không để nó. Đấy, nó nở rồi nên là em bán. À, em cắt hoa. Không bán nữa. Đấy. Chỉ được ngắm ở ngoài vườn thôi các bác ạ. Nhà mẹ không cho trong nhà vì nó nặng quá. Nặng quá các bác nhé. Đây các bác này nhìn này, đơn cam nhà em này, như cỏ đó. Nhìn như cỏ. Đây, bác nào lấy cái cây cáo này. Lá cũng khá là đẹp này. Đấy. Cái này bị rách từ trước. Từ dân mang về nha các bác nhé. Một cây chồn và một cây cáo. Đẹp như thế này. Bác nào lấy cái cây này hoa tím nha. Hoa tím nha. Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 300.000 nha. Vì là nó rách lá nên là em không bán cao nha. Cho giò số 34. Đấy. Đây là em mời các bác ngắm cái giò nhạn tháng 4 nha. Giò nhạn tháng 4 nha. Cái này em chưa nắn được thôi, em mà nắn rồi thì khá là đẹp nha các bác nha. Đấy. Năm nay không nuôi gà nữa nên là cây nó đẹp hơn nhiều các bác. Năm ngoái nuôi gà ở đây xong rồi đâm ra hỏng hết cây của em. Đấy, bác nào lấy cái giò này nó cũng phải có trục cây tím ấy nha,
chục cây tím ấy. Bác nào lấy mặt hoa em vẫn còn mặt hoa nhé. Em chia sẻ thước ngắn nhá. Đây, còn một cái giò tím này. Giò tím này. Đấy, nguyên bản xong là em cho vào chậu cho nó có cái ăn nha các bác nhá. Em cho vào chậu, em chọn cho nó có cái ăn. Này thế cơ. Đây này, một cái giò đùi gà khá là to nha. Đấy, bác nào lấy cái giò này thì em lấy cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 cho giò đùi gà này nha. Đây nha. Đấy, chậu gỗ nha. Cho giò số 35. Đây, số 36 này các bác này. Đấy, một giò to đẹp này. Đùi gà tròn nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nha. Lấy 300.000 cái giò này. Ghép dớn nhá. Cho giò số 36. Đấy, đây là chồn to nhá các bác nhá. Đây là một khúc chồn to. Tí nữa em bỏ cái này ra. Nó dài quá, lá nó dài, nó chọc mất rồi. Đấy. Một khúc chồn này là khá là to nhá các bác nhá. Đây em đứng xa cho các bác nhìn. Đấy. Cái này dài được tầm 1m2, 1m3 rồi đấy. Cái bề gỗ nhá. Dài 1m2, 1m3 rồi đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 3.800.000. Cho giò số 37. Số 37 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu nhá. Hòa giải thật luôn. Nhìn ưng các bác ạ. Nó lại còn nhăn nữa chứ. Đây nha các bác nha, em còn 2 lít mật ong này, vĩ là còn 7 cân mật ong khoái này nữa thôi nha. Đấy, bác nào muốn lấy thì cứ ới em nha. Riêng mật ong nhà em thì các bác yên tâm là xịn sò luôn nha. Đấy. Vẫn còn nguyên này, đặc kẹt luôn nha. Đặc kẹt luôn nha. Đấy. Cái này thì 300.000 một lít. Cái này là 2. Thôi bác nào lấy thì em lấy 200 một cân nhé.